Vũ Nhân. Kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014, tức là ngày 14 tháng 8 âm lịch, các anh chị em trong đoàn thiếu nhi thánh thể Thánh Linh Fresno phối hợp với trường văn hóa La Vang đã tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi trong khuôn viên nhà thờ Đức Mẹ La Vang, thành phố Fresno, tiểu bang California. Chương trình bắt đầu lúc 4 giờ chiều sau thánh lễ ngày Chủ nhật. Rất đông các em thiếu nhi từ các nơi cùng quý vị phụ huynh đến tham dự. Vũ Nhân kính mời quý vị theo dõi. Mời quý vị chia sẻ cảm nghĩ của các em thiếu nhi khi được tham dự Tết Trung Thu. Con tên Kathy, con tới đây cho làm ông Tết Trung Thu vui. Dạ con tên anh Vũ. Dạ con thấy nó vui quá trời. Mời quý vị chia sẻ cảm nghĩ của các bậc phụ huynh về Tết Trung Thu. Thưa quý vị của đài SBTN cũng như quý khán giả, thì những ngày Tết Trung Thu như thế này thì tôi chợt nhớ tới ngày xưa tôi còn trẻ ở quê nhà. Thì những cái mùa trăng như thế này tôi rất là vui, chạy trên những cánh đồng, chẳng hạn như những cái đường quê. Tôi còn nhớ hồi tôi còn trẻ đó, thì tôi rất là vui. Mà rất tiếc là không có mùa lân, mà không có bánh Trung Thu nhiều, tại lúc đó Việt Nam mình rất là nghèo. Để Tết Trung Thu thế này tôi nhớ tới cái kỷ niệm đó, tôi rất là vui. Và hai nữa là thấy các em ở đây vui với cái khung cảnh như thế này thì tôi cũng rất là vui mừng, và chúc các em giữ một cái truyền thống tốt đẹp cho người Việt Nam của mình. Thành thật cảm ơn. Mời quý vị chia sẻ những tâm tình các anh chị em trong ban tổ chức Tết Trung Thu cho các em ngày hôm nay. Kính mời quý vị. Em rất là vui mừng khi được dạy các em cái truyền thống của ngày lễ Trung Thu và chia sẻ những cái lồng đèn và những miếng bánh cho các em để các em biết là Trung Thu như thế nào và chúng ta tổ chức ở Việt Nam như thế nào, để cho các em được có một sự cảm nghiệm là chúng ta người Việt chúng ta tổ chức những cái mùa lễ Trung Thu như hạn vậy. Xin chào anh Vũ Nhân và xin chào khán giả đài SCTN. Mừng Tết Trung Thu cho các em, để cho các em có một niềm vui để appreciate những gì mình có và những gì Chúa ban cho mình, nhất là trong ngày Tết Trung Thu này. Vũ Nhân chân thành cảm ơn thời giờ của cô dành cho đài truyền hình SBTN. Em xin cảm ơn Vũ Nhân và em cũng xin cảm ơn đài truyền hình SBTN. Cảm ơn. Vũ Nhân tường trình từ thành phố Fresno, tiểu bang California. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.